này ngon quá mẹ. Này nó thơm quá. Mình làm mẹ này. Mắm này, cái tôm này. Trộn qua, trộn qua cho nó đều. Thơm quá chừng luôn mẹ. Bữa nay ngâm đường với là muối mà trộn rồi để đó. Thấm vô luôn. Sáng này mẹ đổ nước sôi vô mày dắt. Giờ làm hiệp 2 nè mẹ. Hiệp 2. Còn củ cải nữa kìa, củ cải để thành làm. Giờ lo nấu cuốn. Ơi. Cái gì á, vậy mày hiến, mày hiến đó. Tôm này có lớn cỡ nhỏ. Cái này chắc dừa đó mẹ. Ừ. Cái này dừa quá. Dừa lại. Hôm qua hái đuổi rồi mẹ, sắc hết. Dạ. Em muốn trộn vô thêm không? Mẹ con thấy dừa mà. Mày muốn ăn, tại vì cái này ăn đuổi rất nhiều, nó mới ngon. Bây giờ thêm mắm không? Đây, mắm này nè. Nó là tờ tim nhỏ nè. Cho mẹ mượn cái đôi đũa. Đây là tờ tim nhỏ nè. Đây cho mẹ ép cái tim bự. Đợt tôm bự nè. Đợt tôm bự nè. Còn này là tôm nhỏ, tôm bự có đủ. Con tôm bạc nó nhỏ xíu. Ừ. Cái là tôm nhỏ xíu. Đây, tôm này nè Sơn. Tôm này nó ngon nè. Ơi. Ừ. Con chơi đi, ừ con chơi đi. Trộn này vô phim không mẹ? Trộn vô phim ha. Ừ. Nữa. Đó. Trong này mới ngon là sẽ nè. Ừ. Ừ. Con nào có mấy hả? Bự tổ này đó. Còn nhiêu đây để mốt cụ Tư về trộn cho cụ Tư. Mấy hũ kia thì để nguyên đó. Hôm nay chiều mai á. Còn 4 hũ. Một tới chưa nào về mẹ? Hôm qua Tết về nè. Ủa còn tới không có về trước Tết ăn Tết. Gần 20 rồi chứ không? Gần 20 rồi. Bữa nay hình như 21 rồi đó. Ờ, vậy là 5 tay rồi. 21 rồi, mai 22 rồi đó. Ừ. Khoảng mười mấy bữa nữa, 13 bữa nữa. Đầu tư mấy năm rồi không về mẹ? Tôi về ăn mắm này chứ ngon dữ à, về đâu có mắm ăn mẹ. Cái này ngày mai con tôm nó thấm vô nó ngon. Giờ nó chưa ngon dữ. Rồi con múc vô nha.
bự nằm vòng vòng ngoài nó đẹp, đẹp thật sự. Tại tôm này tôm nhỏ. Mấy con bắt mũi mà. Anh không phải bắt mắt nữa. Vậy mấy con tôm nhỏ thấm nhiều hơn mấy con bự đó. Đâu có, con nào cũng thấm hết đâu. Đủ ngày đây. Dạ. Ủa nhỏ xíu á, 101 mà họ kêu kinh trộn rồi mà họ làm lưng á.